Tom Cruise và lời nguyền kỳ lạ trong ba cuộc hôn nhân gắn liền với giáo phái bí ẩn. Tom Cruise được mệnh danh là huyền thoại của kinh đô điện ảnh Hollywood qua loạt vai diễn trong loạt bom tấn hàng đầu thế giới. Thế nhưng con đường sự nghiệp của nam tài tử thuận lợi bao nhiêu thì đường tình của anh lại trắc trở bấy nhiêu. Đến nay, Tom Cruise đã trải qua ba cuộc hôn nhân và vẫn chưa tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Đáng chú ý, cả ba người vợ cũ của Tom đều là diễn viên và ly hôn với anh khi họ bước sang tuổi 33. Sự đổ vỡ lặp lại tận 3 lần cùng một thời điểm khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên và rùng mình trước sự trùng hợp kỳ lạ này. Không ít người cho rằng tài tử này đã vướng phải lời nguyền là con số 33 kém may mắn khiến anh chia tay cả ba người vợ trước đó. Người vợ đầu tiên, nữ diễn viên Mimi Rogers. Năm 1987, Tom gặp gỡ và kết hôn với nữ diễn viên Mimi Rogers, mỹ nhân hơn anh 6 tuổi. Chỉ 2 năm sau, cặp vợ chồng đình đám đã ly hôn và kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh. Tuy nhiên, điều này không khiến công chúng bất ngờ vì lúc ấy Tom mới 24 tuổi, còn khá trẻ và thiếu chín chắn. Trong khi đó, Mimi đệ đơn ly hôn chồng trẻ năm 33 tuổi. Dù chỉ bên nhau 2 năm, nhưng cô là một trong những người quan trọng tạo nên con người Tom như hiện tại. Người vợ thứ hai, nữ diễn viên Nicole Kidman. Chỉ sau một năm ly hôn Mimi Rogers, Tom nhanh chóng kết duyên với thiên nga nước Úc Nicole Kidman khi cô 23 tuổi. Thập niên 1990 được xem là thời kỳ hoàng kim của cặp đôi, cả hai đắm chìm trong cuộc hôn nhân được ca tụng suốt 10 năm trời. Cặp vợ chồng không sinh con mà nhận nuôi hai đứa trẻ là Isabella và Connor. Sau 10 năm, Tom và vợ chính thức ly hôn, cũng là thời điểm Nicole tròn 33 tuổi, lúc cô đang mang thai đứa con đầu lòng của cả hai. Cú sốc hôn nhân khiến Nicole sảy thai. Đáng buồn hơn, cô mất niềm tin về tình yêu và cuộc sống trong một thời gian dài. Anh ấy để lại tờ ly hôn và lạnh lùng rời khỏi nhà mà không một lời giải thích. Tôi đã cầu xin anh ấy ở lại nhưng không được, Nicole kể. Người vợ thứ ba, nữ diễn viên Katie Holmes. Tháng 4 năm 2006, Tom cùng bạn gái Katie Holmes chào đón cô công chúa nhỏ Suri ra đời. Nửa năm sau, cặp đôi này mới chính thức làm đám cưới và trở thành vợ chồng. Tom kết lúc bấy giờ là một trong những cặp đôi đình đám và nổi tiếng trong showbiz. Tưởng rằng gia đình ba người hoàn hảo này sẽ hạnh phúc bên nhau dài lâu, thì đến năm Katie 33 tuổi, hai vợ chồng này lại đường ai nấy đi trong sự sững sờ của khán giả. Kết thúc ba cuộc hôn nhân, điểm trùng hợp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ là độ tuổi của những người vợ cũ của Tom Cruise. Cả ba đều chọn dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân vào năm 33 tuổi. Nhiều giả thuyết cho rằng con số 33 này có quan hệ mật thiết với Scientology, một tổ chức tín ngưỡng mà Tom Cruise được người vợ đầu tiên Mimi Rogers giới thiệu. Theo đó, thông tin về giáo phái Scientology cũng được truyền thông dồn sự quan tâm và đưa ra ánh sáng. Theo thông tin được Paris Hilton, một người nghiên cứu về Scientology, cho biết nhà thờ Scientology đầu tiên được thành lập tại Phoenix, bang Arizona, nằm trên vị tuyến 33. Theo giáo phái này, con số 33 là dành cho chủ giáo. Số 33 cũng được cho là có quyền lực hàn gắn thông qua tình yêu và những người có đường đời số 33 thường có lòng vị tha và yêu thương vô điều kiện. Khi Tom ly hôn Nicole Kidman, nữ diễn viên cũng bị hai con nuôi thờ ơ. Nguyên nhân được cho là Connor và Isabella đã chọn đi theo giáo phái Scientology của bố với quy tắc là phải cắt đứt những mối quan hệ ràng buộc với người ngoài. Không những vậy, cuộc hôn nhân giữa Tom và Katie cũng bị đồn là cuộc hôn nhân dàn xếp. Trong bài viết trên tạp chí Vanity Fair năm 2012, phóng viên đặc biệt Maureen Oss làm sáng tỏ việc giáo phái Scientology đã có một cuộc tuyển chọn vợ bí mật cho Tom Cruise sau khi nam tài tử sùng đạo này ly hôn với Nicole Kidman. Katie Holmes là người được lựa chọn và cô đã thỏa thuận với các điều kiện để trở thành vợ của Tom Cruise sau khi anh chia tay với bạn gái Nazanin Boniadi. Ngày Katie dứt áo ra đi dường như chuẩn bị từ trước đã lâu, cô quyết tâm đưa con gái Suri rời xa sự ảnh hưởng của bố và giáo phái chứ không đánh mất con như Nicole Kidman. Suốt nhiều năm sau, từ một ông bố yêu thương chiều chuộng con gái, Tom dường như trở nên lạnh nhạt thờ ơ với Suri. Katie cũng lựa chọn cuộc sống bình lặng, cô tránh để con gái tiếp xúc quá nhiều với ống kính truyền thông. Cho đến giờ, những tin đồn xoay quanh chuyện Tom Cruise cuồng đạo vẫn còn đặt ra nhiều nghi vấn. Với những tranh cãi về đời sống tình cảm trong trên, hành vi kỳ quái từ sự cuồng tín, nam tài tử sống cuộc sống cô đơn ở tuổi 59.